Nên nhớ lên cái chương trình quay cảnh đang đào bứng cái cây Oscar vàng có đường kính 13 đo cắt góc 1m3 à 1m2. Vườn này có đường kính từ 8 đến 13 là rất nhiều nha, đo cắt góc 1m2 á. 8 đến 13 từ 5 đến 8 rất nhiều. Nói chung đường kính từ 15 đổ lại. Đo 1 mét là anh em inbox cho mình nha. Số lượng có hàng trăm cây. Và mình đang đào 80 cây, tổng cộng có 12 anh em đang đào hai tốp. 2, 2, 4. Tốp ở đây là 6 người nè. Một cái tốp ngoài kia 6 người đang vận chuyển.